Halloween này mọi người đã chuẩn bị như thế nào rồi? Và Gula rất là háo hức để review cho mọi người một chiếc loa rất phù hợp với Halloween này. Mọi người hãy cùng xem nha. Ngày hôm nay mình sẽ mời một vị khách mời đây rất là đặc biệt. Chúng ta hãy xem đó là ai nha. Wow, đây là loa Paramax Passion 2. Còn đây là nhân vật nào mọi người biết không? Hãy comment bên dưới nha. Đây là Passion 2 màu nâu mới của Paramax, thương hiệu Việt đã 24 năm. Một trong những chiếc loa hiếm hoi có thể dùng cho chúng ta vừa karaoke hay, vừa có thể nghe nhạc ở mức tốt. Và ngày hôm nay sau hơn 1 năm trải nghiệm thì Gula sẽ chia sẻ, đánh giá và cảm nhận cho mọi người những cái góc nhìn để chúng ta có thể thật sự hiểu chuyên sâu về chiếc loa này như thế nào nhé. Bắt đầu, video này sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên đó là chia sẻ chuyên sâu về kỹ thuật. Phần thứ hai là chia sẻ những cái trải nghiệm, những cái góc nhìn của người dùng. Vì thực tế là mẹ vợ của mình cũng đang xài chiếc loa này khoảng 1 năm rồi. Một đó là thiết kế, cấu hình và tính năng. Passion 2 là dòng loa thùng gỗ, bọc da màu nâu mới. Mình đánh giá đây là chiếc loa chỉnh chu nhất với sản phẩm đó là Made in Việt Nam. Về những đường nét, góc cạnh, bọc da, bọc vải và ốc vít có một cái trình độ gia công cũng như là đóng gói tiệm cận với lại những hàng quốc tế. Và mình ấn tượng nhất đối với lỗ thông hơi phía sau, nó có một độ chi tiết, tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Loa Passion 2 với cấu hình và linh kiện như sau. Cấu hình của nó có hai bass 16cm, một cái loa chung 7,6cm và một cái loa chép. Chép này nó có từ đó là từ neo và màng trước đó là màng đơm cứng. Cấu hình cũng như những cái linh kiện này thì được hãng Paramax thiết kế bởi đội ngũ kỹ sư rất là lâu năm. Và mình đánh giá cao ở một điều là hãng họ chọn cái con IC ở trong mạch công suất của hãng Texas Instruments. Hãng này được xuất phát từ Mỹ. Nhờ vậy nên mình thấy cái chất âm nhạc nền phát ra từ chiếc loa Paramax Passion 2 này mình ấn tượng hơn rất nhiều so với những chiếc loa khác thuộc sản phẩm của Việt Nam. Tiếp theo là phần tính năng kết nối và cân chỉnh. Về phần kết nối thì chúng ta sẽ có guitar và mic có dây. Ở phía sau chúng ta sẽ có out in hoặc out. In để chúng ta kết nối từ TV, máy tính vào, còn out để chúng ta có thể live stream. Và trong những buổi live stream thì có rất là nhiều khách hàng đã khen loa này live stream rất là hay. Chỉ thua là dòng loa Bock Win 5S thôi, còn như là hơn hẳn những dòng loa karaoke sách tay khác ngoài ha. Chúng ta có thể kết nối USB, thẻ nhớ hoặc qua cổng optical và cổng coaxial. Và đương nhiên loa này là một loa Bluetooth sách tay di động, chúng ta có Bluetooth luôn. Và dòng loa này nó có thể kết nối được hai loa không dây qua tính năng TWS. Chúng ta chỉ cần một cái điện thoại, chúng ta sẽ phát ra được hai loa. Một cặp mic của cái loa này chúng ta sẽ đồng bộ ra hai loa, nghĩa là chúng ta đã có nguyên một cái dàn karaoke có pin đem đi, nhưng mà chúng ta chỉ cần một cái điện thoại, hai micro và hai cái loa, không cần bất kỳ chiếc dây nào cả. Về tính năng cân chỉnh, chúng ta sẽ có như sau. Một đó là volume guitar, hai là volume micro có dây riêng, ba là volume micro không dây riêng. Chúng ta có bass treble của micro, chúng ta có volume bass treble của nhạc và volume master. Ở đây chúng ta chỉ có một nút chỉnh là nút chỉnh echo thôi mọi người nhé. Ưu điểm của nó đó là echo rất là mượt, nhưng mà khuyết điểm là chúng ta không có nút để chúng ta có thể cân chỉnh delay và reverb. Điểm hay của cái bản mạch này đó là tạo ra sự đơn giản để khách hàng có thể dễ sử dụng. Chúng ta chỉ cần bật echo lên khoảng 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ để phù hợp với những giọng hát khác nhau. Nếu những cô chú anh chị đã hát qua những cái ampli thì dòng loa này nó hát giống y như những ampli ngày xưa của Paramax luôn mọi người. Bên trong chiếc loa này có trang bị cho chúng ta đó là một viên pin 12.8 V 6 Ah. Thì với cái viên pin này là pin lithium ion, chúng ta có thể xách đi trên máy bay ở trong nước hoàn toàn thoải mái. Còn xách đi nước ngoài thì có nơi chúng ta phải xả pin, sau đó chúng ta bỏ hành lý ký gửi. Nếu không chúng ta phải tháo pin ra, chúng ta cầm tay. Phần thứ hai đó là góc nhìn cũng như là cái sự trải nghiệm của chính bản thân mình. Mình là người kinh doanh dòng loa Paramax Passion 2 này, và Gula cũng là đại lý ủy quyền của thương hiệu Passion thuộc Paramax. Cái điều đầu tiên mình thích đó là tỷ lệ lỗi tương đối thấp, khi đó khách hàng có thể an tâm sử dụng. Còn nếu trường hợp sự cố có thể xảy ra thì hãng Paramax là một thương hiệu rất là lâu đời ở Việt Nam, có một hệ thống bảo hành trên toàn quốc. Và thứ hai là có một cái trung tâm bảo hành ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta được hỗ trợ về lâu và dài. Nếu bị hư hao chúng ta vẫn có linh kiện để chúng ta có thể thay thế. Có hai phần mình chê ở dòng loa này. Một đó là về phần công suất. Xét về các dòng loa trên dưới 6 triệu, ví dụ như là NL4501 Ultra nè, hoặc là dòng loa Casabox S8 nè, những dòng loa đó là dưới 6 triệu, dòng loa này trên 6 triệu chút xíu, thì dù là dòng loa giá cao hơn nhưng mà công suất lại nhỏ hơn hai dòng kia. Đương nhiên là mỗi cái nó sẽ có mỗi cái ưu và mỗi khuyết riêng. Nhưng mà dòng loa này nếu chúng ta sử dụng ở không gian ngoài trời đông người, từ 7, 8 người hoặc 10 mấy người trở lên, thì dòng loa này nó sẽ hơi đuối về phần công suất mọi người nhé. Kể cả khi chúng ta sử dụng một loa hoặc chúng ta sử dụng hai loa thì nó vẫn nhỏ. Thứ hai đó là hiệu ứng delay và reverb. Chúng ta sẽ không chỉnh được delay, nhưng mà delay này họ đã trang bị và cân chỉnh phù hợp theo echo rồi, chúng ta không cần quan tâm nữa. Nhưng mà một điều mình không thích nhất đó là dòng loa này nó đã thiếu reverb. Thiếu reverb chắc chắn khi chúng ta hát ở không gian ngoài trời
trời nó sẽ hơi bị thiếu vang chút xíu. Nhưng nếu chúng ta hát ở không gian trong phòng thì chúng ta không cần phải lo lắng điều này. Lý do vì sao mọi người? Reverb nghĩa là mô tả một cái không gian phòng. Nếu chúng ta đã có một cái không gian phòng rồi thì chúng ta chỉ cần echo, nó hòa cùng cái không gian phòng, nó sẽ làm cho giọng chúng ta được vang, được mềm mại, được dễ chịu mọi người ha. Có khuyết thì phải có ưu. Đương nhiên dòng loa này công suất nhỏ cũng như là thiếu tính năng, nhưng nó đổi lại cho chúng ta là một chức âm về phần nhạc rất là hay. Nếu mà nói ở tầm giá trên dưới 6 triệu thì dòng loa này là số 1 về để chúng ta nghe nhạc được. Đối với những dòng loa karaoke sách tay, dù là dòng loa này thiếu tính năng reverb nhưng mà chúng ta đã có echo cũng như là cái chức âm mid mọc bạc thì chúng ta có thể hát ở không gian trong nhà khoảng 15 đến 25 mét vuông. Nó rất là phù hợp với những không gian chung cư hoặc là những không gian nhà phố. Thứ ba là một số cô chú anh chị, khi chúng ta thích hát cái giọng của chúng ta biết đó là chúng ta đang hát mọi nha. Một trường phái khác đó là làm giọng chúng ta được nịnh hơn. Và đương nhiên cái khuyết điểm đó là chúng ta hát và chúng ta không biết là chúng ta đang hát luôn mọi người, vì cái chất giọng chúng ta đã bị thay đổi. Nhưng mà chất giọng của dòng loa Paramax Passion 2 này nó sẽ làm cho chúng ta rất là rõ giọng cũng như là thực cái giọng chúng ta, và hỗ trợ bởi cái echo cũng như là không gian phòng, chúng ta vẫn hát nhẹ nhàng nhưng mà chúng ta vẫn biết đó là giọng của chúng ta. Và một điều cực kỳ đặc biệt mình thấy đó mọi người, đó là khi dòng loa này nếu chúng ta nói echo không khi không có nhạc, chúng ta nghe nè, bum 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 bum, echo rất là mạnh bạo mọi người ha. Có vẻ chúng ta nghe nó hơi vang, nó hơi khó chịu, nhưng mà thực tế là khi chúng ta kết hợp với nhạc cũng như là nhiều cô chú anh chị lớn tuổi thì chúng ta lại thích cái tiếng echo như vậy, nó mạnh, nó lực, làm cho chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta dễ hát mọi ha. Đơn cử đó là mẹ vợ của Gula đó mọi người, thì Gula không ngờ là mẹ vợ mình rất là thích dòng loa này luôn. Một trường hợp nữa là Passion 2 chuyên dùng để chúng ta có thể trợ giảng với một mức chi phí rất là hợp lý mọi nha. Có một thầy gọi là thầy Linh chuyên đào tạo về tài chính cá nhân mọi nhé, cũng như là những cái lớp nghệ thuật về giấy nè, về vẽ nè ở Đồng Nai, thì thầy Linh có nhờ mình tư vấn đó là dòng loa nào có thể hát được, và thầy nghiên cứu ở tầm giá khoảng mười mấy triệu luôn, ví dụ như dòng loa Bose S1 Pro. Thì sau đó thì mình cũng có tư vấn cho thầy dòng loa này, thì thầy sử dụng hai cái mic này và khen rất là nhiều, tại vì ở tầm giá trên 6 triệu chút xíu nhưng mà đã có một cái mic đơn giản dễ sử dụng, chúng ta chỉ cần bật lên nói với loa là xong, và cái chất tiếng ra rất là phù hợp luôn mọi nhé. Và thầy đã test qua nhiều chiếc loa nhưng mà chất âm của dòng loa này nó thật, nó có một độ cảm xúc, thì thầy rất là thích và thầy đã quyết định mua dòng loa này để trợ giảng mọi nha. Phần cuối đó là cảm nghĩ về chiếc loa Paramax Passion 2 này. Hiện tại đối với Gula, khi Gula tham dự một số chương trình ví dụ như Play Show, hiện tại rất là nhiều thương hiệu nước ngoài đang tràn ngập ở Việt Nam luôn mọi ha. Còn đây là một trong số rất là hiếm hoi những dòng loa karaoke sách tay có tỷ lệ nội địa hóa cực kỳ cao luôn mọi người, có những cái chất xám cũng như là trình độ gia công tại Việt Nam, vì Paramax có một nhà máy cực kỳ lớn ở Việt Nam mọi người nha. Với chi phí khoảng hơn 6 triệu chút xíu, có thể nó sẽ hơi cao một chút đối với phân khúc khoảng 100W, nhưng mà đổi lại cho chúng ta rất là nhiều điều, và mình thấy những điều đó nó hoàn toàn xứng đáng luôn mọi người. Ví dụ như là ngoại hình đẹp nè, bảo hành hậu mãi rất là chất lượng. Cái thứ ba đó là chất âm nó ok, chúng ta vừa có thể nghe nhạc vừa có thể karaoke được. Nếu quý cô chú và anh chị đang quan tâm về dòng loa Paramax Passion 2 thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp đến Gula, vì Gula là đơn vị đại lý ủy quyền chính hãng của công ty Paramax. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là Gula kinh doanh hàng chính hãng và có một mức giá cực kỳ cạnh tranh cho chúng ta. Để liên hệ Gula, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại và Zalo 0988947984, hoặc mọi người có thể lên phần tìm kiếm của Facebook, mọi người gõ là Gu dấu cách loa sẽ ra một cái trang fanpage tại Gula. Cuối cùng Gula xin cảm ơn tất cả quý cô chú và quý anh chị đã quan tâm theo dõi video. Nếu mọi người thấy video chia sẻ những cái thông tin hữu ích, mọi người nhớ tặng cho Gula một like, một đăng ký, và nếu mọi người có những thắc mắc gì hãy comment bên dưới, Gula sẽ giải đáp cho mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.